Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Ôn tập văn học Trung đại Việt Nam. Kết quả cần đạt: nắm lại một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam Trung đại đã học trong chương trình ngữ văn lớp 11. Có năng lực đọc, hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ, sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học. Một la mã, nội dung. Ở lớp 10, anh, chị đã được học bài khái quát văn học Việt Nam từ thế kỷ 10 đến hết thế kỷ 19, học một số tác giả tác phẩm văn học trong các giai đoạn từ thế kỷ 10 đến nửa đầu thế kỷ 19. Đến lớp 11, anh, chị tiếp tục học các tác phẩm, tác giả giai đoạn từ thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19 và văn học nửa cuối thế kỷ 19. Để nắm được những vấn đề cơ bản nhất của lịch sử văn học Việt Nam từ thế kỷ 18 đến hết thế kỷ 19, anh, chị cần trả lời những câu hỏi sau. 1. Những biểu hiện của nội dung yêu nước trong văn học từ thế kỷ 18 đến hết thế kỷ 19. So với các giai đoạn trước, nội dung yêu nước trong văn học giai đoạn này có biểu hiện gì mới? Phân tích những biểu hiện của nội dung yêu nước qua các tác phẩm và đoạn trích. Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Duột, Nguyễn Đình Chiểu. Xin lập khoa luật, trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ. Bài ca Phong cảnh Hương Sơn, Chu Mạnh Trinh. Câu cá mùa thu, Nguyễn Khuyến. Vịnh Khoa Thi Hương, Trần Tế Xương. 2. Theo anh, chị, vì sao có thể nói trong văn học từ thế kỷ 18 đến hết thế kỷ 19 xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa? Hãy chỉ ra những biểu hiện phong phú, đa dạng của nội dung nhân đạo trong giai đoạn văn học này. Anh, chị, hãy cho biết, vấn đề cơ bản nhất của nội dung nhân đạo trong văn học từ thế kỷ 18 đến hết thế kỷ 19 là gì? Hãy chọn lựa trong các vấn đề sau. Đề cao truyền thống đạo lý, khẳng định quyền sống con người, khẳng định con người cá nhân. Qua tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du, trích đoạn Chinh Phụ Ngâm, bản diễn nôm của Đoàn Thị Điểm. Thơ Hồ Xuân Hương, trích đoạn Truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu. Các bài thơ Bài ca ngất ngưỡng, Nguyễn Công Trứ. Thương vợ, Trần Tế Xương. Khóc Dương Khuê, Nguyễn Khuyến. Hãy làm sáng tỏ vấn đề mà anh, chị cho là cơ bản nhất. 3. Phân tích giá trị phản ánh và phê phán hiện thực của đoạn trích Vào phủ chú Trịnh, trích Thượng Kinh Ký Sự của Lê Hữu Trác. 4. Những giá trị nội dung và nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. Tại sao có thể nói với Văn tế nghĩa sĩ Cần Duột, lần đầu tiên trong văn học dân tộc có một tượng đài bi tráng và bức tử về người nông dân nghĩa sĩ? 2 la mã, phương pháp. 1. Học sinh có thể vận dụng những hình thức ôn tập sau: làm bài tập tại lớp, lập bản tổng kết về tác giả tác phẩm văn học Trung đại Việt Nam trong chương trình lớp 11 theo mẫu sau: số thứ tự, tên tác giả, tên tác phẩm, những điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật. Thuyết trình, thảo luận ở lớp, có thể theo từng nhóm. Viết báo. 2. Một trong những phương pháp học văn học Trung đại Việt Nam là phải nắm được đặc điểm của bộ phận văn học này để từ đó đi sâu tìm hiểu những tác phẩm, trích đoạn cụ thể. Văn học Trung đại có những đặc điểm riêng về tư duy nghệ thuật, quan niệm thẩm mỹ, bút pháp nghệ thuật, thể loại văn học, v.v. A. Tư duy nghệ thuật. Thường nghĩ theo kiểu mẫu nghệ thuật có sẵn đã thành công thức. Anh, chị hãy chỉ ra những yếu tố mang tính quy phạm và sự sáng tạo trong tính quy phạm ở bài Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến. Chú ý cách sử dụng hình ảnh, từ ngữ, vần điệu, v.v. B. Quan niệm thẩm mỹ. Hướng về cái đẹp trong quá khứ, thiên về cái cao cả, tao nhã, ưa sử dụng những điển tích, điển cố, những thi liệu Hán học. Hãy chỉ ra một số điển tích, điển cố trong các trích đoạn Truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu, bài ca ngắn Đi trên bãi cát, Cao Bá Quát, bài ca ngất ngưỡng Nguyễn Công Trứ mà anh, chị đã học, đồng thời phân tích cái hay của việc sử dụng những điển tích, điển cố đó. C. Bút pháp nghệ thuật, thiên về bút pháp ước lệ, tượng trưng. Bút pháp tượng trưng được thể hiện như thế nào trong bài ca ngắn Đi trên bãi cát của Cao Bá Quát? D. Thể loại, giữ vai trò quan trọng trong văn học Trung đại.
Anh chị cần đọc phần tiểu dẫn để nắm vững tác phẩm thuộc thể loại văn học nào, những đặc trưng cơ bản của thể loại văn học đó là gì. Hãy nêu một số tác phẩm văn học trung đại mà tên thể loại gắn liền với tên tác phẩm. Đặc điểm về hình thức nghệ thuật của thơ Đường Luật, tính chất đối được thể hiện như thế nào trong bài thơ Thất Ngôn Bát Cú? Tác dụng của nghệ thuật đối trong thơ Đường Luật, hãy phân tích một số dẫn chứng để minh họa. Nêu những đặc điểm của thể loại văn tế, đặc điểm đó được thể hiện như thế nào ở văn tế nghĩ sĩ Cần Duột, Nguyễn Đình Chiểu? Nêu những đặc điểm của thể hát nói, đặc điểm đó được thể hiện như thế nào ở bài ca Ngất Ngưỡng, Nguyễn Công Trứ? Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.